Ngoài Phương Oanh, liệu Sóc Bình còn tìm được long mạch nào khác nữa không? Thời gian vừa qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước những hình ảnh thân mật và thông tin Sóc Bình hẹn hò cùng diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt Phương Oanh. Nhưng liệu ngoài nàng Quỳnh búp bê thì vị cá mập này còn tìm được nguồn long mạch nào khác nữa không? Theo đó vừa qua, nhiều nguồn tin trên mạng xã hội cho hay cá mập không những thích cả búp bê mà còn có hứng thú với những thứ khác. Cụ thể, bài viết được đăng tải có nội dung cá mập không những thích búp bê mà còn lụm luôn cả thư ký hot girl lập công ty riêng, xúi bỏ vợ, mua nhà, mua xe, lập dự án Antech Upbo đồng bào. Kèm theo đó là bức ảnh chụp Sóc Bình cùng với một người phụ nữ giấu mặt đang ngồi rất gần gũi với nhau. Bài viết ngay sau khi được đăng tải đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Được biết trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến Sóc Bình và diễn viên Phương Oanh. Cả hai xuất hiện tại sân bay và có nhiều hành động thân mật. Thông tin này sau đó đã được lan truyền phổ biến rộng rãi khắp các trang mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Sau khi những thông tin trên xuất hiện, hai nhân vật chính là Sóc Bình và diễn viên Phương Oanh đều lên tiếng xác nhận mối quan hệ của cả hai là đang hẹn hò. Sóc Bình cho biết đã ly hôn vợ và hiện tại đang độc thân được 2-3 năm nay. Tuy nhiên, bà Đào Lan Hương, vợ của Sóc Bình lại cho rằng mình và chồng chưa ly hôn, chưa ra tòa và sẽ nhờ luật sư để làm sáng tỏ vụ việc này. Chuỗi drama trên ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến cho dư luận không khỏi đau đầu, chóng mặt vì những màn quay xe khét lẹt từ những người trong cuộc. Vẫn chưa biết ai là người đúng, ai là người sai trong câu chuyện này, nhưng theo khảo sát thì hiện nay cư dân mạng đang chia làm hai phe, phe Sóc Bình, Phương Oanh và phe vợ cũ của Sóc Bình. Vậy thì anh em theo phe nào? Anh em còn hóng hớt thêm được những thông tin gì mới nữa không? Hãy cùng để lại comment ở phía bên dưới nhé! Mạng xã hội được một fan xôn xao khi DJ Thảo Bebe, vợ của ca sĩ, nhạc sĩ Khắc Việt, bất ngờ đăng tải hình ảnh một cô gái kèm dòng trạng thái "Mình cần tìm info, cả nhà tìm hộ em với ạ". Dù chưa biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cách xưng hô của Thảo Bebe khiến nhiều người cho rằng có điểm chẳng lành, có thể nữ DJ đang có mâu thuẫn với nhân vật trong hình. Cư dân mạng không ngừng tò mò, người thì đoán cô gái này có thể là người thứ ba, người nghi vấn chuyện liên quan đến tiền bạc. Không lâu sau đó, bài viết liền bay màu khỏi trang cá nhân của Thảo Bebe. Trước những phỏng đoán không ngừng của dân tình, bà xã Khắc Việt đã trả lời phỏng vấn của Hai Sao rằng "Hãy liên hệ với Khắc Việt, tôi tìm dùm anh Việt". Tiếp tục kết nối với Khắc Việt, quản lý của anh cũng từ chối không trả lời hay bàn luận về vấn đề này. Sau động thái có phần gay gắt của Thảo Bebe, tin đồn vợ chồng Khắc Việt đang gặp vấn đề trong hôn nhân đã nhanh chóng rộ lên. Hiện tại, cặp đôi chưa lên tiếng sau loạt động thái kỳ lạ, để lại cho khán giả một dấu hỏi lớn. Bên cạnh đó, danh tính của cô gái được bà xã Khắc Việt công khai tìm kiếm cũng chưa được giải đáp. Trong một diễn biến khác, ở một bài đăng trên Facebook cá nhân của mình, dưới phía bình luận, khi có người khen nữ DJ càng ngày càng xinh đẹp là nhờ chồng chăm tốt, Thảo Bebe liền phủ nhận rằng, chị tự chăm chị chứ em. Được biết, trước đó Khắc Việt và Thảo Bebe đã tổ chức đám cưới vào tháng 3 năm 2018. Sau hơn một năm kết hôn, cuối cùng vào tháng 4 năm 2020, Khắc Việt thông báo bà xã đã mang song thai, một trai và một gái. Cho đến nay, sau 4 năm chung sống, Khắc Việt và Thảo Bebe vẫn luôn được coi là cặp đôi hạnh phúc nhất nhì Vbiz khi tương xứng cả về ngoại hình lẫn tài năng âm nhạc. Cướp điện thoại bán được 400.000 nhưng chỉ tiêu được 20.000 thì bị bắt. Ngày 29 tháng 8, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Tâm Quy, sinh năm 1973, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 28 tháng 8, Công an phường Hòa Khánh Bắc nhận được tin báo của người dân về vụ cướp giật xảy ra tại một xóm trọ công nhân trên địa bàn. Theo nguồn tin, chiều cùng ngày, chị HTH, sinh năm 2002, quê tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An, đang nghe điện thoại trước dãy trọ trong kiệt 120 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, thì bất ngờ bị một đối tượng chạy xe máy từ phía sau vượt lên, áp sát và giật điện thoại. Đến 18 giờ 40 phút cùng ngày, công an phát hiện và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Tâm Quy. Qua đầu tranh, Quy khai nhận vì biết kiệt 120 có nhiều công nhân, sinh viên thuê trọ nên thường hay rảo quanh tìm cơ hội trộm cướp. Chiều ngày 28 tháng 8, Quy điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 43D1-41882 đi trong kiệt 120 Nguyễn Lương Bằng. Thấy chị H cầm điện thoại hứa hênh đứng ở đường kiệt nên đã giật điện thoại rồi bỏ chạy. Sau đó, Quy mang điện thoại đến một cửa hàng trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam bán được 400.000 đồng. Quy xài hết 20.000 đồng, còn lại 380.000 đồng mang về cất tại nhà. Tang vật thu giữ được gồm một điện thoại 6S Plus và 380.000 đồng. Ngay trong đêm ngày 28 tháng 8, Công an quận Liên Chiểu đã thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp, tạm giữ nghi phạm Quy để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Thời tiết cả nước trong dịp mùng 2 tháng 9. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc sẽ duy trì trạng thái khô ráo và oi nóng trong các ngày từ 29 đến 31 tháng 8. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt ngưỡng 35 độ C.
Đến ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9, mưa dông khả năng quay trở lại Bắc Bộ với xác suất xảy ra là 60-70%. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-33 độ C. Mưa xuất hiện gián đoạn. Người dân có kế hoạch vui chơi ngoài trời dịp lễ Quốc khánh cần lưu ý để mang theo tư trang, đồ dùng cần thiết như áo mưa và ô. Trong 2 ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt từ 30-33 độ C nhưng ít khả năng mưa dông. Khu vực quay trở lại trạng thái khô ráo, oi nóng. Tuy nhiên, mưa có thể trở lại vào chiều tối ngày 4 tháng 9. Tại khu vực Trung Bộ, Bắc Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30-33 độ C, có khả năng mưa rào và dông tập trung vào chiều tối và đêm. Trung và Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 32-35 độ C, ngày có nắng, chiều tối có khả năng mưa rào và dông. Khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 27-31 độ C, khả năng có mưa rào và dông vào chiều tối. Các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30-34 độ C, khả năng có mưa rào và dông vào chiều tối.